Trong thời gian qua, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện vai trò tiên phong trên mặt trận tiếp sức tuyến đầu chống dịch. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, trước tình hình dịch bệnh diễn tiến ngày càng khó lường, gây ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt đời sống của nhân dân, Báo Công an thành phố phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an thành phố đã khẩn trương mở cuộc vận động nhằm tiếp sức các lực lượng tuyến đầu chống dịch và giúp người dân, hộ nghèo trong vùng cách ly, phong tỏa. Chương trình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong người dân, không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn đồng bào trong cả nước. Tình hình dịch bệnh hiện nay đang hết sức căng thẳng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng đã nỗ lực hết mình cùng với toàn hệ thống chính trị của thành phố ra sức thực hiện cái việc phòng chống dịch trong cái thời gian vừa qua. Ngoài cái việc tham gia cùng với các lực lượng chức năng phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, thì công an thành phố cũng đã tổ chức các cái hoạt động hỗ trợ cho đồng bào, cho các cái lực lượng trên địa bàn thành phố về các cái nhu yếu phẩm, về các cái dụng cụ thiết yếu, các cái dụng cụ y tế để tham gia cùng cái hoạt động chống dịch. Đến nay, số gạo vận động được để phát ra cho dân và tiếp tế lực lượng tuyến đầu chống dịch đã chạm mốc con số 300 tấn khi chương trình vẫn còn trong giai đoạn bắt đầu. Và hôm nay, những hạt gạo nghĩa tình cùng hơn 3 tấn nhu yếu phẩm do các nhà hảo tâm đóng góp đã được các chiến sĩ công an chuyển đến cho người dân quận 10 như một làn gió mát làm dịu đi cái không khí ngột ngạt, căng thẳng của dịch bệnh nơi đây. Chúng tôi rất là trân trọng, cảm ơn và ghi nhận những phần quà mà hết sức nghĩa tình, ấm lòng của lực lượng công an thành phố đến với bà con quận 10 trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi sẽ vận chuyển toàn bộ số này tới các phường để chăm lo tốt nhất cho bà con trong hoàn cảnh khó khăn này. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và gửi gắm tình cảm vào những phần quà động viên đến các y bác sĩ bệnh viện dã chiến, cũng như chia sẻ những áp lực, căng thẳng mà đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại đây phải đối mặt. Mong sao cho chân cứng đá mềm để các chiến sĩ áo trắng vượt lên cam go, thử thách vì tính mạng và sức khỏe của người dân. Trong cuộc chiến khốc liệt mà kẻ thù không thấy mặt, những mất mát, hy sinh là điều không tránh khỏi. Có những đồng chí công an đã nhiễm bệnh nặng, có chiến sĩ đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Các anh đã nằm xuống và mãi mãi kiên cường, bất khuất ở tuổi 20. Sự ra đi của các anh đã hun đúc thêm nhiệt huyết đấu tranh của đồng đội trong cuộc chiến còn nhiều gian nan, thử thách phía trước để mang lại cho thành phố vẻ đẹp bình yên của một ngày không xa.